Trước việc nhiều cây xăng ở khu vực thành phố Hà Nội bắt đầu hạn chế bán hàng, vào ngày hôm nay 30 tháng 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã lập 3 tổ công tác tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường để kiểm soát và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tiếp sau nhiều cây xăng ở các tỉnh thành khu vực phía Nam đóng cửa nghỉ bán, nhiều cây xăng ở khu vực Hà Nội đã đóng cửa treo biển hết xăng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tình trạng này chỉ xảy ra ở một số cửa hàng trong thời gian ngắn. Do hết hàng, nhà phân phối vận chuyển hàng về chậm. Còn tại phần lớn các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu đều đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng. Ngày hôm nay chúng tôi đã đi kiểm tra hai điểm. Một là trên Đại Mạch, hai là dưới Nam Hồng. Thì thực tế đã treo biển hết xăng rồi, thì chúng tôi đã kiểm tra thực tế. Thì cũng cho hết xăng thật và cũng không có tình trạng đầu cơ găm hàng, tích trữ hàng hóa gì cả. Hiện diễn biến thị trường đang diễn ra tương tự với giai đoạn sau Tết năm 2022 do mức chênh lệch giá quá lớn giữa xăng dầu trong nước và thế giới. Các doanh nghiệp đầu mối cũng bị lỗ nên không thể cắt chiết khấu cho các thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ. Việc lỗ dây chuyền khiến các đại lý bán lẻ vốn ít nên bị cụt vốn, không có nguồn lực để nhập xăng về bán. Mấy tháng nay gần như không có chiết khấu, không có một đồng lãi nào luôn. Tháng nào cửa hàng cũng lỗ hàng 5-7 chục triệu. Ít nhất là 5-7 chục triệu, còn có những cửa hàng khi nó lỗ hàng 100-200. Bởi vì họ tiền hao hụt rồi, tiền nhân công, tiền điện, tiền các kiểu. Mà xăng dầu thì nhập bao nhiêu bán bấy nhiêu, không lãi một đồng nào luôn. Doanh nghiệp cũng như là thương nhân phân phối sẵn sàng bỏ ra cái số tiền thua lỗ so với cả cái giá trị thực mình bán. 500-700, thậm chí có những lúc mà bỏ lỗ cả 1.000 một lít, nhưng mà cũng không có hàng để bán. Dự báo trong thời gian tới, diễn biến thị trường xăng dầu sẽ hết sức phức tạp, đặc biệt trước kỳ điều hành giá ngày 1 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiếp tục giám sát hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình trên địa bàn được phân công quản lý, trong đó phải đảm bảo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đóng cửa, ngừng bán hàng hoặc thực hiện không đúng thời gian bán hàng. Việc kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm, đồng thời thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.